Thưa quý vị, trong dịp Tết Dương lịch năm nay, nhiều du khách đã chọn Đà Nẵng làm điểm đến cho kỳ nghỉ lễ. Dịp này, ngành du lịch cùng các sở ban ngành của thành phố cũng đã tổ chức hàng loạt các chương trình kích cầu du lịch với các gói dịch vụ sản phẩm, các sự kiện lễ hội hấp dẫn, đa dạng, mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm thú vị. Theo Sở Du lịch thành phố, dịp Tết Dương lịch năm nay, Đà Nẵng đón hơn 50,3 ngàn lượt khách đến tham quan du lịch, tăng gần 40% so với dự kiến trước lễ. Đây là những tín hiệu vui cho ngành công nghiệp không khói của thành phố. Và có được kết quả ấn tượng này là nhờ hiệu quả của chương trình kích cầu du lịch cuối năm 2020 với các gói dịch vụ, sản phẩm giảm giá sâu, đặc biệt là các hoạt động sự kiện hấp dẫn diễn ra dịp này. Mình chọn Đà Nẵng là điểm du lịch cho cái đợt nghỉ Tết Dương lịch này do là mình nghe thấy Đà Nẵng có nhiều thay đổi, có các cái điểm du lịch thú vị hơn và Đà Nẵng có những chính sách tạo điều kiện du lịch cho tất cả các người dân trong cả nước. Một trong những sự kiện hấp dẫn du khách trong dịp Tết Dương lịch năm nay chính là chương trình Lễ hội Đà Nẵng chào năm mới 2021 với nhiều hoạt động mới, hấp dẫn như lễ khai mạc đặc sắc với sự góp mặt của những ca sĩ nổi tiếng, lễ hội mì, thưởng ngoạn sông Hàn về đêm, các chương trình nghệ thuật đường phố cùng nhiều hoạt động bổ trợ bên lề khách. Những hoạt động này đã mang đến cho du khách những trải nghiệm thú vị và đáng nhớ khi đến với thành phố biển Đà Nẵng. Đà Nẵng có nhiều lễ hội và đặc sắc và tôi thấy cái ấn tượng và tôi thích Đà Nẵng. Và thật sự hôm nay tôi rất là vui và rất là phấn khởi khi tham gia cái lễ hội này. Tôi thấy người dân ở Đà Nẵng rất là thân thiện, hài hòa và rất là mến khách. Chương trình tôi thấy rất là phong phú, hay, sôi động, vui tươi. Đặt chân đến Đà Nẵng lần này thì cô cảm nhận là người Đà Nẵng thân thiện, cảnh trí rất đẹp, thành phố rất sang trọng. Ấn tượng với môi trường du lịch thân thiện, an toàn, cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp cùng các sự kiện hấp dẫn được tổ chức dịp Tết Dương lịch. Các du khách cho biết, thành phố bên bờ sông Hàn vẫn là điểm đến được du khách ưu tiên lựa chọn trong hành trình du lịch sắp tới của mình. Em rất là vui khi mà tham gia lễ hội chào năm mới này và đến với bạn bè thì em đã check in rất là nhiều nơi ở đây. Em rất là thích và cảm thấy rất là thú vị và cũng mong là em có nhiều cơ hội để mà đi du lịch ở đây. Nhân dịp Tết Dương lịch, em đến Đà Nẵng với gia đình nên hôm nay em đến Hoàng Sơn để tham quan di tích ở đây và em thấy ở đây rất đẹp và con người rất thân thiện. Em chắc chắn là sẽ quay lại vào một dịp nào đó. Với lượng khách tăng trưởng khả quan trong những ngày đầu năm mới là tín hiệu khởi sắc cho du lịch thành phố, góp phần đẩy nhanh sự phục hồi du lịch Đà Nẵng trong năm 2021.